không biết hả? Thôi con không biết, để đó đi, để đâu đi, để bỏ đầu que trước, để bỏ đầu que vô, đợi xíu nữa mình sẽ bỏ đầu bắp. Sao giờ nó không cháy bập bùng bùng vậy ta? Chứ này đã bỏ nó vô rồi sao nó cháy được, một hồi nó mới cháy chứ. Hôm nay Gác Bếp Miền Tây sẽ giới thiệu với các bạn cái món là cá lóc kho tiêu với cá rô với lại ăn với rau luộc nha các bạn. Hôm nay đại đầu bếp sẽ thực hiện món này. Ủa xin bếp hỗ trợ. Nay xin bếp cho món này hả? Hỗ trợ được rồi. Cá này nay nhiêu ký má? Còn 7 ký nữa chứ. Cá lóc đồng hả? Đồng. Có trứng không má? Nè, trứng nè. Wow, ngon vậy. Như là cá đó, cá lóc đồng á, còn cá lóc ghe đâu có trứng vậy. Vậy cá lóc ghe có trứng thì sao? Không, mà mỡ, mập mỡ rồi. Nghe má. Cái này không có được cái gì mà không có trứng thì con được con cá. Nếu mua cặp vợ chồng của người ta luôn hả? Vợ chồng của người ta. Vậy là hạnh phúc rồi. Người ta bắt được vợ chồng, mình phải mua vợ chồng thôi chứ. Cho hai người nắm tay nhau, xây tổ quy ương. Ồ, đi đến nội dung trời mới. Bây giờ bỏ tỏi vô. Giữ cho má, sôi giữ cho má. Vậy đi con. Ở cái màu này mà thấy nó sôi ghê vậy. Tại vì mấy rồi thử nãy giờ rồi. Cái này chắc nóng lắm, cái nồi này chắc nóng luôn á. Mình nhìn thấy không nóng, nó nóng gì. Qua nãy giờ để lâu rồi, nồi đã lâu rồi. Thế là nãy giờ nó sôi. Thơm luôn á. Phải có máy nó lên hết rồi cơ. Em lên người ta ngồi, nó nghe thủng thiệt, đói bụng luôn á. Trời ơi, coi má nó ngồi, má nói vậy đó. Rồi xong rồi mới bỏ gì nữa má? Đây, bỏ cá vô. Cái đầu giờ là mình ướp cá nha. Ủa, mới ướp hả? Ướp chứ đâu phải ướp sẵn dưới đây luôn vậy má? Ướp sẵn để đây cho nó thơm luôn, ướp về. Này là ướp cá. Nó bỏ nước màu hả? Chưa. Dạ. Cái này bỏ vô rồi, chưa rồi con. Mai mua nồi nhỏ chứ rồi không đủ đâu. Ừ, không đủ đâu. Mày bắt đầu nước cá này sẽ để nửa tiếng nữa cho ăn chắc là nước dừa mà. Có nước dừa mà. Nó mới bỏ gì? Bỏ muối gì vậy? Đó. Mình phát hiện một ổ trứng ở đây nè các bạn. Có không á nghe? Có. Hèn chi hôm nay anh Tư hỏi gà đẻ đâu. Không biết luôn hả? Không. Trời ơi, kiếm chỗ trứng quá à. Trứng hả? Chùi không biết. Ấm luôn rồi. Cái nồi này là má nấu nó luộc 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 rau gì má? Luộc rau giờ qua lên đây. Dạ. Để lên đây, qua đây. Má bỏ muối chưa? Rồi, má bỏ muối ớt ra. Luộc á. Chưa à? Chưa. Mới bắt lên chưa nóng hả? Ừ. Ô, nước màu hả? Nước màu. Ủa, cái má nhiều quá, nó đậm đen rồi má. Có chút xíu. Giờ tới siêu đầu bếp sẽ cầm đũa. Nhưng mà người niêm nếm là đại đầu bếp nha các bạn. Sao món này siêu bếp không vô siêu đầu bếp? Chưa tới cảnh giới làm. Chưa tới hả? Chưa. Khi nào phán chức đại đầu bếp? Trời ơi, cái cặp trứng này là của mình nha. Nữa hả? Sao có gì bạn không dành trơn vậy bạn? Đâu có dành, nãy giờ đâu có dành gì, dành cặp trứng thôi mà. Con cá còn dành cái trứng thì còn gì nữa không? Bạn nói mình nghe đi. Lấy qua đi nhắc qua hả má? Nhắc qua bên đây đi. Lấy cái gì qua, để thắm. Để trứng nữa. Để riêu riêu vậy hả má? Ờ, để bên đây đi, để buộc tao trước đi. Giờ sẽ đổi bếp cho các bạn. Wow. Rồi trong cái bếp mình có được có ổ trứng nha các bạn. Quá chừng 1, 2, 4, 5, 8, 9 trứng. Quý coi nhà đừng cuối mà có ngày vô đẻ một ổ trứng. Nhiều chứ quý. 9 trứng rồi má, đẻ được 9 ngày rồi. Hàng chi sáng giờ không thấy nó vui vô đây không biết vụ gì. Thì ra ổ trứng nằm đây. Thôi chắc nó ấp rồi, chuẩn bị ấp rồi má ơi. Mười mấy trứng nữa, nhầm khi con đã 18 trứng, mười mấy trứng rồi. Dạ mình là để nước rồi sôi quá. Người ta nó bỏ muối không mà Tú.
Tú bỏ bột ngọt nè. Nè thấy chưa? Đã, bao nhiêu người phản ánh ví dụ mà Tú bỏ bột ngọt đây. Xin được biết. Nhiều đây thôi. Luộc. Vậy đó. Hỏi làm sao mà người ta không nói nè. Nói gì? Tôi bỏ cho ngon mà. Thì mình sẽ bỏ cà rốt trước. Cái gì mà nó cứng nhất rồi bỏ vô. Tú nó lì bỏ cà rốt trước. Tú mà lì. Chứ gì? À ơi. Tú mà lì. Không, không ai lì hơn à. Quá lì mới đúng. Đẹp quá. Đẹp không? Rồi mấy cái đó luôn, bỏ vô luôn hả? Không, này để sao sao. Mấy kiểu xanh xanh, đỏ, mấy cái cánh kìa. Không, này bỏ. Ủa vậy hả? Phải bỏ đầu que trước. Rồi bỏ đầu que vô. Chưa, rồi đợi xíu nữa mình sẽ bỏ đầu bắp. Hả? Thì kệ anh Lợn. Lợn chơi với bạn anh Lợn. À, ý không chơi nó. Thôi con không qua lộ được đâu nha. Thôi con đừng có kêu. Để Lợn chơi đi. Rồi tắt lửa luôn. Hay quá Tú ơi. Ủa tắt lửa hả? Đâu có ta. Gì con lại đây không xuống. Trời ơi nhiệt tình thấy gớm không. Lửa cháy mà. Rồi gì tới làm lại. Không chắc bỏ này rau này vô Tú ơi. Bỏ bắp vô luôn Tú ơi. Bắp vô luôn hả? Ha, mình nấu này trước đi rồi mình luộc cái gì sao? Luộc gì nữa quý. Quậy cho nó. Đủ mà. Không đủ đâu Tú ơi. Không không nó không chín cái nó ăn không ngon à. Thôi đổ bắp sau đi. Đủ. À, thấy chưa? Tôi nói nghe một hồi nó không đủ nên nó sống mà nó có đốm đen đen ha. Tôi ngồi tôi cười ha. Cười đã luôn á. Sao biết cười đã luôn. Cái gì nữa? Sao giờ nó không trái bập bùm vậy ta không ta? Chứ cái này đã bỏ nó vô rồi, sao nó trái được, một hồi nó mới trái chứ. Tôi làm cho trái bập bùm lên cái. Ừ, hồi trái nhà luôn. Thiệt tươi quá. Tôi nói vậy mà tâm tình thôi chứ đâu có biết. Trời ơi, chín rục rồi Tôi ơi. Chín rồi đó. Ok. Đâu, lấy bàn tay vàng móc ra đây. Đây, bàn tay vàng của tôi đây. Ủa, đây cái giá vàng mà. Có sự hỗ trợ. Ừ. Mấy em cái chuyện nó văng nữa nha. Vậy á. Chuyện tư quá ha. Ai à, biết được. Mày chặn nước không? Ừ. Chặn qua nước lạnh không? Không. Vậy ngon rồi. Chặn nước lạnh nữa nó lạc. Chứ nó tươi ha. Mà mình thích ăn gì? Ừ, vậy thôi khỏi. Ai thích tươi hơn á thì chặn qua nước lạnh. Ừ. Để vài viên đá nữa cho nó giòn. Ừ. Mà nay cúp điện nó khỏi luôn. Nay cúp điện ăn bậy bạ vậy chứ. Ừ, ăn còn ăn bậy bạ nữa. Trời nó bể bông của tôi rồi. Chín quá bể bông hả? Bể bông rồi. Cái này là có gì có ngổ hả? Ngổ với lại cải. Cải. Cái ngổ có tì bệnh nha. Ăn rất tốt. Ừ. Không bà không bỏ bà dọc cũng bỏ bà nha. Ừ. Ồ có con gì ạ? À? Gì đó. Khoảng sâu không? Vậy à, không phải. Cái ruột như cá. Đúng rồi, tưởng sâu hết hồn cho. Không, sâu vô đây cũng chưa sao nè, ăn vô bụng mà thấy con sâu nó nè, bò lẫn nhện cũng không sao luôn. Mà ăn sâu chị gì nào nó thấy vô, nữa con sâu. Nó vô đây rồi còn gì mà nó bò nổi nữa. Nó bò nổi nữa, nó cũng là thánh nè. Cũng không sao. Rồi xong rồi chín rồi Tú ơi. Nhiều ấy. Trộn chưa có đụng nước hết luôn nữa đó. Bộ rau này thơm quá ha. Ồ, anh mùi giống mùi rau ấy quá. Có rau ôm nữa nha. Có không? Có. Dạ, chi. Xanh mơn mởn luôn. Ừ. Tiền bình phố rồi sao tiền không nhớ mua gì ta. Về chưa ta? Không biết luôn. Hôm qua nào không thấy nhắn tin luôn. Nhắn tin không trả lời. Con người ta đi bình phố có khác. Chắc là khách sạn hưởng thụ. Ừ. Nằm chổng cẳng đó. Trả lời ai. Hưởng thụ là ghê quá. Mình nói mà giờ mình nghĩ lại mình còn ghê. Tiền ơi, Tú nói nha chứ không phải Quý nói nha Tiền. Chị có chổng cắn không chị Tiền? Bây giờ ớt đã thấm rồi nè, gia vị đã tan hết rồi. Giờ mình bắt ra mình kho nha. Kho nào bể nộn luôn. Miệng tươi quá ha. Tươi lắm rồi nha.
Chặt dừa đi. Dừa có sẵn rồi. Chưa chặt mà. Để cho nó giống như nó sắp sắp nước rồi mới bỏ dừa vô. Ủa vậy hả? Ừ. À. À. Hay quá. Được chưa? Dám trẻ không bể ha. Còn dư như uống nha. Ờ ơi. Giờ đủ luôn. Cá lò lên khúc rồi chị ơi. Nhận cho nó xuống đi. Nhận hồi cái chập nhẹp luôn rồi nha. Này chỗ nào nó đâu nhận. Bắt nó qua bên kia rồi vết nó lên đây, rồi nẹt qua bên nọ, rồi xỉa nó qua bên đó. Đó, rồi bỏ nó xuống. Nát cá hết kìa. Đi dậy à. Tu dậy. Sư đều biết chứ tôi đâu có biết chuyện gì xảy ra nè. Ừ, tại người kêu đâu có làm đâu. Ừ. Rồi. Chưa giảm mà điện thoại nó kêu rồi. Wow, chuyện xuôi. Bây giờ tôi gãy mẹ. Rồi, xin chào cả nhà, mời cả nhà dùng cơm nha. Wow, wow, wow. Cái nhà rồi má có khứa cá xong rồi nè. Cái nhà dùng cơm là má đang cá khứa xong rồi má. Đã có khứa cá rồi đó. Có khứa gấp rồi. Dạ, mình ăn một cái bông. Đây, bông. Này là chơi một cái ngày vôi. Ngon quá. Ôi, có người đến ngon quá. Đang... đang quý ơi, mời dưa cải xào vịt với cá luộc đồ chiên xả. Tú ăn đi Tú, hết rau đi Tú. Ăn đi. Nhiều vào. Ăn đi cũng xong. Má ăn cho giảm hả má? Má giờ còn nữa mình giảm. Ai má? Có đưa kỳ gì bán hả? Ừ, có hai tài chú hả? Nhi. Một có là kiếm á. Vậy là chú ăn cá gương mà. Dạ. Rồi gì con ăn gì ở ngoài kêu trơn rồi à? Quý ăn cá lóc. Vậy hả? Là ăn cơm quý. Ồ. Oh. Nghẹp quá. Thôi cũng kệ phải không? Tính kệ rồi thôi, thấy cũng tội là ăn đi quý. Ăn thôi con. Để má anh Tú ăn ngại quá. Sao mai dầm ớt rồi cho nên ăn thay thay ta? Tôi dầm tôi sợ không ăn được. Trời ơi, nãy con luộc rau tự nhiên nó đổ ớt nó nổ cái bụng. Má nghĩ là luộc rau mà nó nổ luôn á. Má nghĩ là Tú cỡ nào rồi đó. Nó biết rồi đó nha. Nóng lửa giận. Thôi. Ai đâu mà luộc rau mà nổ bớt. Quá trớn. Tại quý á.
thôi, đừng có ngọt. Hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nha. Bye. See you again.